tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ chuẩn bị đua xe trái phép, gây náo loạn đường phố. Đêm ngày 10 tháng 4, PC08 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ mật phục trên quốc lộ 1 và một số địa điểm làm nhiệm vụ chống đua xe. Đến 22 giờ, khi lực lượng vào vị trí làm nhiệm vụ thì các quái xế không tụ tập luôn mà di chuyển qua nhiều nơi như thành phố Mỹ Tho đến huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy để né. Sau đó nhóm này tập trung lại và quậy đường phố. Đến 4 giờ 30 phút, các quái xế còn rồ ga lạng lách, phóng bạt mạng gây náo loạn khu vực và nguy hiểm cho người dân đi đường. Nhóm này liên tục nẹt bô khiêu khích cả lực lượng cảnh sát giao thông. Khi bị vây giáp giáo giết, nhiều quái xế đã lái xe tìm cách tháo chạy vào các con hẻm ven đường, chạy vô các vườn cây ăn trái của nhà dân, thậm chí lái xe lao thẳng xuống kênh bỏ trốn. Cảnh sát đã đưa 90 thanh thiếu niên cùng 110 xe gắn máy về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi tổ chức cổ vũ đua xe trái phép. Trong đó, nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép. Cũng theo BC08, trước đó chiều tối ngày 26 tháng 3, trên quốc lộ đoạn thuộc địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cũng xuất hiện nhóm thanh niên điều khiển hàng chục xe máy theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cái Bè đã phối hợp cơ quan chức năng điều tra truy xét và mời làm việc 9 thanh niên để củng cố hồ sơ, xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.